của cộng đoàn Trung Giác vọng lại về phía ông bà Nguyên, hội đồng hương Gia Lai về phía bà Toán, ông bà Toán và đoàn đại biểu cai đoàn của giáo xứ đã hoàn tất. Xin được chuyển lời của gia đình Tam Quyến, xin được trân trọng kính mời quý đoàn trở về phòng khách để gia đình con cháu được đón tiếp. Xin thành cảm ơn và xin được làm lễ kính viếng, xin được kính mời. Lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Và để trước khi đi vào phần cầu nguyện, xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn rước tự ảnh lên bàn thờ thờ kính. Xin trân trọng kính mời. Chúa nhận lời chúng
của loài người. Để linh hồn du thế được xứng đáng chung lòng hạnh phúc, cùng chung tay ước tin thiên đàng. Xin cho nhắn đời trong mơ, xin cho linh hồn du thế đã được mọi người thương mến, sẽ còn được nhớ và cầu nguyện cho hôm nay và mãi mãi. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Này Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái Chúa. Chúa luôn gần gũi những kẻ đau buồn và cho ngày rực rỡ sáng lên sau đêm dài than khóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp những phiền muộn, xin Chúa che chở và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua cơn thử thách này để đón nhận bình an và ánh sáng Chúa mang lại. Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chết để diệt trừ sự chết của chúng con và đã sống lại để ban cho chúng con nguồn sống mới. Xin cho chúng con đủ sức bước theo người mỗi ngày để mai sau được đoàn tụ trên thiên quốc, nơi Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cảm ơn ban tổ chức và gia đình đã xem đi đoàn chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho phụ cùng du xe. Nam Nam, tôi sách giáo xứ sống kinh ông bà Hoán, sống kinh ông bà Vương, về phía ông bà Quốc và ông bà Nguyên, ông bà Niệu. Hồi tin chúng tôi về phía ông bà Nguyên đã hoàn tất. Xin được chuyển lời của gia đình tang quyến cũng như họ Hiếu. Xin được chân thành cảm ơn quý đoàn. Và xin được trân trọng kính mời quý đoàn trở về phòng khách để gia đình của con cháu được đón tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Trong kính linh hồn của đường Xu Xe kính đến đứng trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của chúng, nay đoàn đại biểu cộng đoàn Tây Giác hội kinh nhân gia và của chúng Xu Xe hội chất độc Gia Cam phóng kinh mân côi về phía ông bà Kiệm, hội đồng hương giới trẻ miền Nam phóng kinh nhân gia cụ Trùm Cam về phía ông bà Lý, phóng kinh nhân gia về phía ông bà Toán, hội kinh ông Quản Chính về phía ông bà Toán đã thể thiểu đứng trước tang trường để làm lễ kính viếng và dâng lời cầu nguyện cho cụ Trùm Du Xe. Người đầu tiên thay mặt cho đoàn, chúng tôi xin được gửi tới gia đình tang quyến cùng họ Hiếu lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất của đoàn và xin được vào làm chương trình lễ kính viếng cụ Trùm Du Xe. Để trước khi đi vào giờ cầu nguyện, tôi xin trân trọng kính mời bảy vị đại diện cho liên đoàn, liên dân Trần Vương trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu cụ Trùm Du Xe. Amen.
Đi thay mặt cho gia đình, ban tổ chức chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý cộng đoàn Tây Giáp Hội Kinh Niên Gia của Phụ Chùm Du Xe và Hội Chất Độc Da Cam và Sóc Kinh Niên Gia về phía ông bà Toán và Hội Kinh ông Quản Chỉnh về phía ông bà Toán và Sóc Kinh Mân Côi về phía ông bà Kiệm đồng và Hội Đồng Hương Giới Trẻ ở miền Nam và Sóc Kinh Niên Gia của Phụ Chùm Can về phía ông bà Lý. Xin được chân thành quý đoàn đã dành thời gian đến dâng lời cầu nguyện cho cụ chùm Du Xe được sốt sáng và tốt đẹp. Một lần nữa xin được cảm ơn và mời quý đoàn về vị trí bắt đầu để mời nước. Xin được cảm ơn. Tiến về trước phòng tang là đoàn đại Đỗ Xuân Mười làm trưởng đoàn để làm lời cầu nguyện. Linh hồn cụ chùm Du Xe kính mến, kính thưa gia đình Giang Quyến và họ Hiếu, kính thưa các đại biểu quý khách hiện diện nơi phòng tang, thề tiêu trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài cụ chùm Du Xe, chúng tôi là đoàn đại biểu Hội Vinh Sơn của giáo xứ và anh em linh tông về phía ông bà Quảng Hiệu, nhận được tin báo buồn cụ chùm Du Xe nay không còn nữa, đã từ biệt người thân, từ biệt gia đình, trở về với Chúa, với các bậc tiền nhân. Nhận được tin này cho phép hai đoàn chúng tôi gửi lời phân ưu, lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia tang cũng như ông bà quản liệu trong nhóm Minh Tông. Vậy thì cho phép đoàn chúng tôi làm giờ cầu nguyện cho linh hồn cụ chùm Du Xe để trước khi bước vào giờ cầu nguyện, xin được trân trọng kính mời một vị được đại diện cho đoàn rước cờ ảnh lên trước bàn thờ Thiên Chúa. Xin được kính mời. Để thầy ở đâu
thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô Ma đưa người rằng, lạy thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xe giữa lúc phân ly kẻ đi người ở, xin được trân trọng kính mời mọi người hiện diện hướng về thi hài của chùm Giuse để dành phút chào biệt. Phút chào biệt bắt đầu. Để chuyển lời của gia đình, xin được chân thành cảm ơn quý hai đoàn đã dành thời gian đến thăm hỏi cũng như dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ chùm Giuse được suốt sáng và tốt đẹp. Một lần nữa xin được cảm ơn và mời quý đoàn về vị trí ban đầu để mời nước tục chương trình lễ viếng. Và từ 7:15 ra thế chứ chuẩn bị công tác làm nghi thức dập máy và di quan thi hài cụ chùm Giuse về thánh đường giáo xứ. Gọi con về trong ngày Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con. Một lời từ xa tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về trong ngày Chúa, Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa kêu giúp con. Nguyện lòng từ ái Chúa thương phận này hèn yếu.
gọi con về. Trong ngày Chúa nơi gọi con về. Trở về Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Đi qua khi hại cùng chủ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Cuộc đời về với Chúa. Của cụ cụ Tùn Du Xe. Giờ này cha xứ cũng như cộng đoàn giáp nội đã trở về thập ta ca tiết và di quan thi hài cụ Tùn về thánh đường giáo xứ tham dự thanh lễ an táng và di quan thi hài cụ Tùn về nơi yên nghỉ cuối cùng. Vậy đang dần tiến về trước phòng tang là thì vừa rồi chúng ta hiệp ý là nghi thức dập mạch đó rồi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa cùng anh chị em. Để về ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, sắp lìa bỏ thân nhân bạn bè để về với Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút bàng hoàng này, giây phút mà khuôn mặt thân yêu của cụ Trùm Du Xe vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và cho linh hồn của Trùm Du Xe được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu. Và xin cho chúng ta được gặp lại cụ Trùm Du Xe trong nhà cha muôn thuở. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang gánh của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hầu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Từ sau ngày
Kính thưa cộng đoàn, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn đến Đức Kitô đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tha thiết cầu xin. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với bầu nhiệm sư trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Bởi vì chúng con nhớ mãi hình ảnh thân thương của cụ trùm Giuse và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Chúa xin ở lại cùng chúng con. Chúa Giuse trên cõi đời này đưa xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương chịu mê của cụ trùm Giuse. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay trước sự chia ly đầy mất mát thương đau này. Nhưng xin cho chúng con tràn trề niềm hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ai lỗi được với Chúa, linh hồn con nay vì lời hứa ấy vì đã trong tay Chúa. Trọn đời con đã thân cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn tin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chốn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ xót thương muôn vàng. Phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, tìm chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhà. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con,
lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa. Thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Thank you.
con xin Đức Chúa đổ cho Đức Chúa thánh thần của nhân duyên xưa và con và thánh thần. Nguyện xin ơn chủ tiên chú khi tôi vừa chúng ta tình yêu của Chúa Cha và ơn thông nghiệp của Chúa thánh thần ở cùng tất cả anh chị em. Con trai hai gái, còn cháu thì một đồ, chắc
như vậy là thay vì như vậy chúng ta thấy là mừng đến rất là đặc biệt. Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là sinh nhật của cụ Giuse Maria Trinh Nữ, cùng với ngày đến sinh nhật của mẹ chẳng có gì hơn không có thể chúng ta bằng được. Trong tâm tình đấy chúng ta cùng nhau tìm về đây trước khi hạn của cả là gì thì Chúa thiếu hụt những lần nữa yếu đuối sai sót thiếu son đạo nữa gì được tha thứ để nuôi nhớ của Chúa sư được được anh cha tôi đã được anh chị em là gì để tôi luôn chúng ta thành tôi vui lần cùng Thiên Chúa toàn năng.
lòng cậy trông không nằm cho chúng ta phải hổ ngươi. Vì tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta, nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kìa hèn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết hay cho người công chính, ngoại trong mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân thì theo kìa hèn Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Phương gì bây giờ, khi chúng ta đã nên công chính trong máu của người, thì nhờ người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn hình lục. Bởi chứ nếu khi chúng ta còn là tù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì khi đã được giao hòa, ắt chúng ta sẽ được cứu độ cho sự sống của chính Chúa Kitô hơn nữa. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ người bây giờ chúng ta đã được lãnh ơn giao hòa. Đó là lời Chúa. Vì vậy cái giây phút cuối cùng của Đức Giêsu trên thập giá
sợ chết. Bởi chúng ta làm cái gì đâu, chúng ta làm không người cả. Chấm dứt mọi sự, cứ nghĩ đến chết là điều bỏ tất cả người thân yêu của mình. Chính vì vậy, chấm dứt tàn bạo khủng khiếp đối thân phận của con người. Chết vẫn đang phải chịu chịu trăm triệu và trăm triệu, nhưng rồi cũng sẽ đánh lại, làm ra một việc kinh này khác cơ sơ suốt, nhưng cũng sẽ đánh lại với một quyền to một cái đích để vạch rõ ra là do căn bệnh, do bệnh tật, nhưng cả lên trên báo tâm trí để sức khỏe. Có một người phụ nữ vì một cái mút ở mông thôi vào viện chuẩn bị chết, bởi vì nó nhỏ chí chứ là mở nặng ra là nó đang nhiễm trùng máu và cấp cứu chắc chết rồi. Tí là hoàn thiện Đức Lê Xu đã đến để chữa mọi thứ bệnh hoạn cho con người, là chữa cho người mù thầy. Chúa muốn là chúa cho hồi sinh lại được. Trước cái chết cho anh chị em, chúng ta đừng sợ, hãy cho bà nói chúng ta đâu tin được, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, ta dù muốn chết cũng sẽ sống. Và Chúa nói những dòng nước mắt và những lời cầu nguyện thảm thiết của vua Ê-xê-bi-a, Chúa đã cho ông sống thêm 15 năm tại trần gian. Thì mới biết Chúa rộng lượng, Chúa đầy lòng xót thương cho mình. Đối với mỗi người tin yêu chúng ta, đức tin nơi Chúa dạy cho chúng ta là bước khởi đầu của cảm ơn, bước khởi đầu của sự hưởng biến thanh nhã thiên chúa. Đó là ngày sinh nhật huy hoàng hạnh phúc nhất cuộc đời của cụ Du Xe. Và vì chúng hưởng cái niềm vui đó, chắc chắn cụ ví của chúng ta sẽ đến được. Chết là cuộc gặp gỡ, chết là cuộc trở về, chết là cuộc gặp lại quyết biến, chứ không bao giờ trở lại. Nhưng chết được gặp Thiên Chúa một cách quyết biến. Biết đâu giờ này cụ Du Xe của chúng ta đang vui, mà vui thực sự vì thấy sống ở đời này với thời gian 2092 của cô con. Chờ đợi qua toàn những giây phút ra đi để tới cuộc cảnh hò, vượt cao, vượt suối đến lần cuối vượt thao, để đến sự sống vĩnh cửu bắt đầu được đại chi kỳ về 8 tháng 9 thu kiện. Và quyết quyền chúng ta, nhờ sự hy sinh cao nhất của chúng ta trong ngày hôm nay, nửa mưa là nóng ra, thì đổi lại cho tôi đưa Chúa là Chúa Xe sớm được lòng thương xót của Chúa, tin vào chân sự của Chúa để được vươn cứu độ. Đứng trước phong linh của tôi đưa Chúa là Chúa Xe, chúng ta cùng với tất cả cùng với cộng đoàn chân vì một cầu nguyện xuất sắc để cầu nguyện cho người thân yêu của chúng ta là người chúng tôi có giáo sư chúng ta sẽ chiều ngày sau tôi nhận được. Chính Chúa là nguồn sống và ơn phục sinh của chúng ta. Chúng ta cùng điểm lời cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong mỗi thân biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại trong đức tin. Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Đức Kitô sống lại. Chúng ta nhìn người cầu xin Chúa cho linh hồn ông Giuse được hướng lòng Chúa xót thương và được sống bên Chúa luôn mãi. Lạy Chúa, xin ban ơn chấp nhận lời cầu nguyện tha thiết của cầu toàn chúng con vừa thân lên Chúa, để cầu cho tôi đưa Chúa là Chúa Xe, đưa bỏ những yêu ngươi là thơ thì xin Chúa đầu đường tha thiết. Chúng con cầu xin Chúa lấy nhớ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin
Chúa vui lòng chấp nhận và thương yêu người qua cô. Nếu vì yêu tôi lầm lỡ và tôi tới Chúa đây hay còn mang quyết đương tội lỗi, thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng đấng xóa tội trần gian, hôm nay được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức
thi hài này theo truyền thống Công giáo. Chúng ta biết rằng là mặc dù phải trung thành sống cho Chúa, mà chúng ta lại xin Chúa cho thi hài người anh em chúng ta sẽ dùng các kỳ sắc kỳ thư đắc nhiều người thân của Chúa chưa chung lại trong lòng các thánh, và cho linh hồn phụ cùng vui xe được xung họp với các thánh và những người tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở đường nhân từ cho khi xét xử để phù cùng vui xe được cứu độ, được thoát khỏi và được giao hòa với Chúa Cha, được đứng chân chiên ôm vào lòng và đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, chung được niềm vui bất tận với các thánh. Lạy cha thiên thần từ chúa ban tin coi thân linh hồn phụ thuộc vui xe trong tay cha, cho con chắc rằng người anh em tin hữu chúng con đây là phụ thuộc vui xe cùng như mọi ngày đã qua đời vui như đi đôi xe được sống lại với người trong ngày sau ấy. Chúng con cần tại cha chỉ khi phụ thuộc vui xe còn sống ở đời này, cha đã ban cho phụ thuộc vui xe muôn và thân mới là trong khi cho chúng con nhận và hồn nhiên các thánh cùng nghiệp trong công đức Kitô. Lạy cha đức đầu lòng thương xót nhân nghe lời chúng con thân với bà con cho biết đã cho phụ chủ vui xe được vào, xin cha cùng chúng chúng con là những người còn ở lại như thế khi mà ai đủ nhau tới ngày tất cả chúng con được tay con cho đức Kitô và được cùng người anh em chúng con trong bên cha mãi mãi. Chúng con cầu xin trời Kitô luôn chúng con. Xin ghi tròn
mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và này Chúa, xin cứu thương, xin thứ tha bao lỗi nhầm cho anh em. Lòng thầm ước phút giây này không phải càng theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu quanh đây. Xin tha từ một lần cuối, về quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi dã biệt lòng đây. Và lạy Chúa, xin cứu thương, xin thứ tha bao lỗi nhầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng thương cầu đoàn con xin đời. Lòng thầm thương phút giây này không phải càng theo tháng.
Xin cha cùng bà lương thái hà mà thứ tha và thanh tẩy mọi lỗi lầm của cú trùng rối xe đa sai phạm vì yêu đuôi khi còn sống ở thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Giờ nghi thức làm phép huyệt. Kitô thánh hóa phần mộ của tín hữu Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đấng làm cho chúng con sống lại và lại sự sống của chúng con, khi ăn nghỉ trong mùa ba ngày Chúa đã thánh hóa phần mộ của các tín hữu, khi nó càng tin tưởng sẽ được phục sinh. Mặc dù nay còn mang thân cát bụi, xin thương người con của Chúa là cụ trùng du xe được an đi trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa toái tôn nhan, làm cho cụ trùng du xe được sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thân xác vinh hiển của Người, bởi thế chúng ta xin phó thác cụ trùng du xe cho Chúa. Xin Người đón nhận cụ trùng du xe vào chốn bình an và cho linh hồn cụ trùng du xe sợ được sống lại trong ngày sau hết. Giờ đây chúng ta hãy bình tâm nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với cô Marta khi em cô qua đời. Đây là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã có phương ban của Chúa là Lazaro mới qua đời, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình và mau thanh Chúa mà luôn dưỡng linh hồn ông du xe. Giờ đây xin đón nhận linh hồn ông du xe vào nước Chúa giữ tiếng muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang thương khóc linh hồn ông du xe. Xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng trong cơn sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Cha nhân từ khi còn sau của chủ Giuse đã nguyện theo ý Cha, nay của chủ Giuse đã qua đời thì xin Cha dù lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của cụ trùm rua xe, và cũng như khi còn ở trần thế, cụ trùm rua xe được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây ước gì nhờ tình thương Cha cụ trùm rua xe cũng được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, lạy Chúa, con nhớ dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thăng nhận lời con kêu, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa dâng tôi nào ai đối được, với Chúa hằng có lòng này, cùng nghe lời Chúa tha thứ. Con đã dâng tay Chúa, linh hồn con thấy gì? Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chúc tụng Chúa. Ơn Chúa. Ta xứ trọng kính Cha, quý Cha, kính thưa quý gì, thưa quý hội đồng tân cửu giáo xứ, thưa giáp nội, đồng kính thưa ba giáp Tây Trung Nam, đồng kính thưa
các hội đoàn, kèn, trống, nam nhạc. Kính thưa các đỉnh các nóc, thưa các quý vị thông gia niên gia, thưa các quý vị ân nhân xa gần, thưa các quý vị có tình cảm với cụ Trùm Du Xe cũng như con cái của cụ và tất cả cộng đồng dân Thánh Chúa. Thật vậy, cụ Trùm Du Xe đã theo tiếng Chúa gọi và cũng là một cái dấu mốc quan trọng của cuộc đời cụ, được sinh ra lĩnh phép rửa tội và nay được đi theo về với Chúa, thì được quan tâm của cha xứ, nói chung của cộng đồng suốt từ chiều ngày hôm kia hôm qua và cho đến giờ này, đã dành những ưu ái, nhất là cầu nguyện cho cụ và chia sẻ nỗi buồn với tang gia, những con cái của cụ, những cháu chắt của cụ. Và đặc biệt sáng hôm nay, quý cha lại ban thánh lễ an táng được cộng đoàn cùng tham dự, và giờ này lại được cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn tiễn đưa cụ Trùm của chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Con xin có lời thay cho cụ con nằm trong quan tài kia, cũng có đôi lời xin cảm tạ ơn cha, cảm tạ ơn cộng đoàn. Xin Thiên Chúa xuống muôn hồng phúc xuống cho cha xứ được hồn an sắc mạnh, dẫn dắt con đoàn chiên mà Chúa đã trao phó cho. Xin kính chúc cộng đoàn nói chung cũng được hồn an sắc mạnh, và hy vọng cũng có ngày được sum họp cùng cụ Trùm Du Xe chúng con trên cõi vĩnh hằng. Một lần nữa, con không biết nói gì, miệng lưỡi không biết lấy lời gì để cảm tạ tấm lòng tốt đẹp của cha xứ cũng như cộng đồng được, bằng lời con xin trân trọng cảm ơn. Và giờ này là giờ cụ Trùm của chúng con sẽ ra đi rồi, thì sẽ chôn trong lòng đất. Bởi vậy cũng là một cái dấu mốc mà con cái ruột thịt cháu chát của cụ cũng không có trông thấy nữa, chỉ nhớ cái mốc là thi hài của cụ chôn ở chỗ này và trên con nấm mồ. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn, và khi đã xong an táng rồi, xin mời, trân trọng kính mời cha xứ, quý vị, quý các hội đoàn nói chung, quý các nóc tộc, quý các người thân nhân ân nhân xa gần về gia đình tang gia chúng con để dự một bữa cơm tri ân, mang với tình cảm để đưa gia đình được trân trọng cảm ơn. Xin hết.
phương ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha nhiều lắm, con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương.
thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền, nhân chìm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi tình biệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi? Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua, sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua, mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm.